Hôm nay tiệm váy cưới Phúc Tinh khai trương. Sau này chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau kiếm tiền. Đáng tiếc Quân Đạt Thái không ở đây, nếu không việc kinh doanh sẽ còn tốt hơn nhiều. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ càng tốt hơn. Kể từ giờ dù có gặp bất kỳ cô gái nào cũng không được động lòng. Kể cả cô ấy có số đo 38, 22, 36 cũng không được. Là như thế kia sao? Là như vậy sao? Cảm ơn. Tiểu thư à, cô cần giúp gì? Chúng tôi đến để chụp hình cưới. Vị nào là chú rể? Là tôi. Đừng có đùa chứ. Trong ba người họ ai là chú rể vậy? Là tôi nè. Anh là chú rể sao? Anh ta nói mình là chú rể kìa. Cười cái gì? Không ổn sao? Được, được, được. Hai bạn là một cặp trời sinh đó. Nam nhỏ nhắn giỏi giang, nữ xinh đẹp lả lướt. Hai bạn là vị khách đầu tiên của chúng tôi, nên trúng thưởng lớn của chúng tôi. 5 phút massage miễn phí. Fino, phục vụ chú rể massage. Tôi sẽ phục vụ vị tiểu thư này massage. Tiểu thư, với dốc dáng tuyệt vời như cô đây, đồ cưới của cô nhất định là không được sơ sài. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn. Không có gì. Lão Hán, gọi Lulu và Nana ra đây. Sao lấy số đo cho vị tiểu thư này? Cô nói cái gì? Tôi đi gọi họ ngay đi. Tôi không yên tâm nên phải tận mắt xem mới được. Họ đang làm gì vậy? Bao nhiêu tiền không quan trọng, đẹp mới là điều quan trọng. Nhất định là phải cái độc nhất, đẹp nhất. Anh thật là tốt. Hai. Vị nào muốn thử đồ cưới vậy? Đúng là một quý cô. Muốn chết à? Cô thật xinh đẹp. Cảm ơn nha. Không cần hai cô nữa. Để bày tỏ lòng tôn trọng với quý cô đây, tôi sẽ đích thân làm cho. Không cần đâu. Cô Cao Cao, cô lấy số đo cho vợ tôi. Còn cô lấy số đo cho tôi. Tôi không đo cho đàn ông. Tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền. Anh cho tôi nhiều tiền hơn, tôi sẽ cho anh sợ một cái. Đến đây, baby. Họ dùng cách này đúng là lợi hại. Đứng yên nha, tôi giúp cho anh đo vòng cổ. Đánh nghĩa là yêu. Đánh thêm đi. Ok baby. I love you very much. Bốt thịnh hành năm nay là kiểu váy bó sát. Tiểu thư nên cởi đồ ra để đo được chính xác hơn. Được. Chồng của cô thiệt là phiền phức. Tôi thật sự hết cách. Cô giúp tôi đi nói chuyện với anh ta đi. Tại sao tôi phải đi? Đúng vậy, chồng tôi thật sự nói hơi nhiều. Cô đi giúp cô ấy đi. Đi mau đi. Được rồi, đợi tôi một chút nha. Đúng rồi, năm nay thịnh hành váy rộng. Tiểu thư vẫn nên mặc đồ để lấy số đó. Kiểu áo rộng là kiểu cũ tháng trước rồi. Hiện tại đang thịnh hành mẫu bó sát người đó. Thật sao? Tôi sẽ dùng thước dây lấy số đo cho cô. Tôi đã từng nhìn thấy người mẫu không mặc gì cả, chỉ để lại cái mặt nạ. Cô tốt nhất đừng kết hôn với anh ta. Vừa nãy anh ta còn mời tôi đi dạo phố. Cô cởi đồ ra trước đi. Được. Cô sao vậy? Không sao chứ? Không sao, không sao. Tôi đo ngay. Đúng là tinh mập chết bầm mà. Sao cô lấy số đo lâu chứ vậy? Không lâu đâu, vừa chuẩn đó. Lấy số đo cần mất chút thời gian. Tôi đo vòng eo nha. Bắt đầu đo nha. Thank you.
Sao không có ai hết vậy? Viện trưởng và chị dâu đâu? Viện trưởng. Viện trưởng à? Viện trưởng. Nè, tôi nhột quá. Xin lỗi, thật ngại quá. Các người như vậy đủ chưa vậy? Ông xã, anh không phải phụ nữ. Quá trang cải trang thành nữ sao? Tôi cũng không biết chuyện này. Mặc dù tôi quen anh ta lâu rồi, anh cũng phải đang giả trang nữ hay sao? Quá trang các người cải trang thành nữ à? Thật không biết xấu hổ mà. Các người cải trang thành nữ, các người đúng là không biết xấu hổ. Các người ngay cả nữ cũng không đóng giả mới không biết xấu hổ đó. Bà xã, em không sao chứ? Bọn họ thông đồng nhau nhìn trộm em kìa. Là anh ta, tôi không làm gì hết. Không phải tôi, là chúng tôi. Ngay cả vợ của viện trưởng là ký diện các người cũng dám động. Các người muốn chết sao? Viện trưởng là ký diện thì làm sao? Là ký diện thì làm sao? Đánh chết hắn. Đập nát cái tiệm này đi. Báo cáo. Mời ngồi. Cuộc họp gấp như vậy là vì một trường hợp khẩn. Chúng ta đặt tên chuyên án này là Race Number 4 Shambo Wishambin. Làm gì vậy? Xin lỗi sếp. Tiểu Đông vừa gọi điện đến tình báo về tình hình đua ngựa đó mà. Tôi lỡ gửi sai. Nhiều người biết như vậy rồi còn gọi là tình báo gì nữa. Tên chính xác là Pig Hunting. Hành động lần này, chúng ta sẽ bắt ông trùm của Đái Gia. Đây là kế hoạch bắt lấy Đái Gia. Chúng ta chia ra 3 mũi để tấn công. Trung sĩ Hoàng phụ trách cửa trước, anh Trịnh phụ trách cửa sau. Toàn đội thuận lợi tiến vào trong. Tôi có kêu mấy người giúp tôi sao? Sống vào. Giúp tôi với. Đến đây. Làm nó nhanh hơn chứ. Dạ cảnh trưởng. Báo cáo. Cửa trước, cửa sau, đội trên sân thượng đều đã tiến vào bên trong mà không có bất kỳ trở ngại nào. Báo cáo, lục xét được vũ khí hạng nặng và hạng cấm, nhưng không tìm thấy mục tiêu. Báo cáo, tình báo từ sân thứ tư là chính xác, nhưng không có thời gian để mua vé. Đại gia đâu? Tôi không biết. Sao lại ồn ào dữ vậy? Làm gì vậy? Đại gia bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ anh. Thủ hạ của tôi đâu hết rồi? Đúng rồi, bọn họ đâu hết rồi? Hỏi tôi hỏi ai? Qua nhiều giờ vậy rồi, anh còn không chịu nói hay sao? Đúng vậy đó, bảo gọi cho tôi phần đồ ăn đi. Nếu như tôi bị thiếu dinh dưỡng, các người sẽ gặp rắc rối đó. Gọi cho Đái Gia thịt chiên và cà phê đi. Tôi không ăn đồ ăn trẻ tiền. Tôi muốn ăn bào ngư, di cá. Tôi sẽ trả. Anh cũng biết tận hưởng quá đó. Đương nhiên tôi là Đái Gia mà. Để tôi giúp cho anh một tay. Tôi gọi cho lão đệ. Như vậy anh có thể nghỉ sớm một chút. Điện thoại cũng không. Không cần đâu, tôi có nè. Đại ca, có điện thoại. Ai vậy? Đại ca. Gì hả? Đại ca trước gọi cho đại ca đó. Alo, Nghĩa Khất. Anh làm gì kiểu gì vậy? Sao luật sư chưa tới nữa? Luật sư gì? Tôi không hiểu. Tôi đang vui vẻ. Cái gì? Anh của cậu bị bắt, cậu vẫn có thời gian vui vẻ sao? Nói lại lần nữa xem. Tôi đang vui vẻ. Lão nhị giờ là lão đại rồi. Đương nhiên là đang vui vẻ rồi. Chúc mừng đại ca, giờ đã là lão đại. Vui vẻ mãi mãi. Mọi người đều vui. Dù Nghĩa Khất.
Cậu được lắm. Tôi nói cho anh biết, luật sư sẽ không đến đâu. Sau này khi anh trải qua những ngày lễ Tết ở trong tù, tôi sẽ gửi quà vào cho anh mỗi dịp là được rồi. Cứ vậy đi, đừng nhớ đến tôi làm gì nữa. Đại gia, anh còn muốn ăn hay không? Cho tôi một dĩa thịt chiên, cho anh ta một tô mì và một ly nước lọc. Yes, sir. Dân ba nén hương tại đây. Kính thỉnh Thái Thượng Lão Quân hiển linh. Anh ta đang làm gì vậy? Ngài hãy hiển linh, ban cho ta kim thân của Ngài. Ăn xong di cá tim heo, cho ta thân thể kim cương, đau thương bất nhập. Anh ta đang làm lễ. Thầy ban cho ta kiếm chỉ công. Quan quỷ gặp phải quá thành phong, tà ma yêu quái không chỗ tránh, quy linh hiển hách có thần thông. Cái gì mà lợi hại dữ vậy? Cái gì vậy? Đây là kiếm chỉ công, tôi đang học cách sử dụng. Cách sử dụng? Đúng vậy, bây giờ tôi đã đau thương bất nhập rồi. Đau thương bất nhập, lợi hại vậy sao? Đừng có chém gió đó, không tin thì thử đi. Chém tôi đi. Chém anh sao? Đúng vậy, tùy ý chém. Tôi chém thật đó. Đừng có chém mặt anh ta. Chém sau lưng đó. Sau lưng hả? Sau lưng, ok, chém đi. Tôi chém đó. Chém. Chém. Sao anh lại không chém? Chém rồi anh không nghe sao? Tôi nghe thấy nhưng không cảm thấy gì hết. Nghĩa là tôi thành công rồi sao? Đúng rồi, thành công rồi. Vậy là tôi có thể đi báo thù được rồi. Ông xã, anh thật sự không sợ Du Nghĩa Khất hay sao? Anh sẽ không trả phí bảo kê cho họ đâu. Anh đồng ý, anh em của anh cũng không đồng ý. Bọn chúng nói nếu anh không trả, họ sẽ cho anh sáng mắt ra. Nếu chúng thật sự dám đến, anh sẽ cho bọn chúng đi đến nhưng lết về đó. Bà xã đừng có lo. Đại ca, em đến rồi. Không cần lấy mạng chúng, dạy cho chúng bài học là được rồi. Đã rõ. Sư phụ hiển linh, sư phụ hiển linh. Anh có bị bệnh không? Tìm ai vậy? Tìm ông chủ các người. Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Anh là ai? Anh muốn gì đây? Anh muốn chết hả? Tôi khổ cực luyện công chính là vì ngày hôm nay. Có gan thì thả tôi xuống. Sư phụ hiển linh. Nhanh chóng nhập thân. Hôm nay cậu gặp rắc rối to rồi. Cơ thể ông đây bây giờ là đau thương bất nhập. Ông đây còn có thể chỉ dùng một ngón tay đâm lúng bụng. Bắt hắn lại. Sư phụ hãy cho chúng thấy thần uy của người. Tất cả lên. Xông lên. Xông lên. Tất cả lên đi. Để nếm thử liên quan kiếm chỉ của ông đây. Anh hai à, chúng ta có thể thương lượng mà. Anh muốn gì đây? Cậu chẳng phải đã có câu trả lời rồi hay sao? Anh nghĩ hắn ta có phải là người của lão Du không? Cái này còn cần hỏi hả? Nghĩ khi anh em gì chứ? Họ biến mất trước mắt tôi tha cho. Đại ca, đây là 2.000 đô, xin hãy nhận cho. Gì chứ? Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Tôi biết anh không cần nó. Đây chỉ là chút thành ý của tôi mà thôi. Thôi được, thấy cậu cũng có thành ý cho nên tôi nhận đó. Cậu thành tâm như vậy thì tha cho cậu một mạng. Cảm ơn. Tốt nhất là biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi. Dạ, hiểu chưa? Dạ. Sư phụ có thể thu công lại rồi. Viện trưởng đã nghĩ rõ chưa vậy? Sao lại là anh chứ? Ý anh là sao? Cuối cùng là muốn đưa hay không đây? Đừng phí lời, chẳng phải tôi vừa đưa sao? Đưa rồi. Đưa ai chứ? Cái người vừa đi ra lúc nãy kìa. Tôi đưa anh ta 2.000 đô, anh ta mới chịu đi đó. Là ông anh ban nãy sao? Đúng vậy. Thế nào rồi?
hắn ta là ai? Tôi điều tra rồi, hắn tên là Đại Sơn Địa. Hắn cùng Tề Ngưu Bì, Qua Tháp Bính, La Hán Quả là một hội. Trước đây chúng ta từng có số xích mích với chúng. Bây giờ hắn làm gì? Đại ca, em đã điều tra rồi, trong chúng ta có nội gián. Nội gián? Đúng vậy, nếu không tại sao phía cảnh sát lại dễ dàng có chứng cứ phạm tội? Xem ra sắp tới chúng ta không ít rắc rối đi. Là ai? Không phải tôi. Đừng sợ, không sao đâu mà. Chúng ta làm gì với hắn? Trả lại cho phía cảnh sát đi. Alo. Nói quấy chào một chút. Đại ca, Mina tiểu thư đến rồi. Chú Vi, hey, chào Mina. Đừng có gọi tôi là chú, cứ gọi tôi là Richard. Ba của tôi sao rồi? Ông ấy bị cảnh sát bắt đi rồi. Nhưng mà ông ấy sẽ không sao đâu. Tôi đã tìm luật sư giỏi nhất cho ông ấy rồi. Ông nhất định phải cứu ba của tôi. Đừng có lo, tôi sẽ cố hết sức mà. Cảm ơn chú Du. Gọi tôi là Richard. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhà cô để chăm sóc cho cô. Không cần phải sợ. Vậy tôi đi trước đây. Được, bye bye. Đúng là gái đẹp ở mọi nơi. Nhưng mà cô ta thì ta giúp ích được gì chứ? Cậu đúng là tên ngốc. Đại gia có hơn 80 triệu đô trong ngân hàng Thụy Sĩ và đứng tên của Mina. Sao lại không có ích chứ? Mất tích. Tào trưởng quan, có người đưa hamburger tới. Cảm ơn. Cũng ngon đó, mọi người cùng ăn đi. Nào. Nghiêm túc nói lần hành động này là thất bại. Cứ tưởng bắt được đái gia, chúng sẽ như rắn mất đầu. Ai ngờ lại lòi đâu ra tên Tào Bất Khất. Vì nên chúng ta có kế hoạch mới. Sếp, có một đoạn băng thu âm. Chào mấy sếp, hy vọng mấy sếp ăn hamburger ngon miệng. Nó được làm bởi đầu bếp nổi tiếng. Đại bi gián điệp mà các người cài vào, tôi đã trả lại cho các người rồi đó. Đại bi, thứ các người đang ăn chính là thịt của anh ta. Chết tiệt. Chúng dám khiêu chiến với cảnh sát chúng ta. Tào trưởng quan, nếu đại gia hợp tác với chúng ta thì chúng ta có thể chỉ chứng cái tên họ Du đó rồi. Sao có thể chứ? Dù sao hắn ta cũng là lão đại, không phải nói chút nghĩa khí chứ. Tào trưởng quan, nghe xem có thể chúng ta gọi cho năm tên ngốc kia đến giúp một tay. Đúng rồi. Thưa thiên gia, bốn anh em chúng tôi kể từ ngày hôm nay sẽ quản lý tốt việc kinh doanh cửa hàng. Không vì gái mà làm hỏng việc nữa. Nếu còn tái phạm, chúng tôi sẽ bị Tê Ngu Bì chết do té lầu, Đại Sơn Địa sẽ chết do đụng xe, Qua Tháp Bính chết đuối, còn tôi thì sẽ không có gì cá ăn. Tên thúi tha này, còn nghĩ đến ăn hả? Ăn cái đầu nè, ăn đi. Lại một lần nữa. Nếu chúng tôi còn tái phạm lần nữa thì lão hán sẽ ngậm củ tỏi. Còn chúng tôi sẽ đi ăn hải sản. Uống trà. Hai người uống trà đi. Đem tờ tuyển dụng này đi dán đi. Tuyển người. Một cô gái làm văn thư kim luôn, giặt đồ, nấu cơm, làm tất cả, trả cô ta 1.300 tệ, bao cơm, làm việc 7 ngày một tuần, từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Cô cần viết thêm bao lên giường không? Có đạo lý đó. Được đó, cho tôi 200 tệ. 120 tệ là được. Sao không bảo mẹ đến làm đi? Mamma Mia. Mamma Mia. Ngại quá, tôi là Banana. Banana. Mời cô vào. Mời cô vào. Tiểu thư à, tôi có thể giúp gì cho cô? Có thể giúp gì? Anh trai tôi đã bị mất tích rồi. Các anh có thể giúp tôi được không? Không vấn đề. Mẹ đến đây, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Tiểu thư à, tôi...
Tôi là Lão Hán, tôi là Đại Địa, tôi là Hoa Tháp Bín trưởng đội, còn họ là cấp dưới của tôi. Bình thường chúng tôi làm việc đều như vậy. Anh của cô thường đến những nơi nào? Pizza, hộp đêm hay là khách sạn? Anh ấy thường đi với loại người như thế nào? Một số cô gái từ hộp đêm và các băng đảng từ thế giới tội phạm. Anh ấy làm công việc gì? Cho dây nặng lãi, nổi gián cho cảnh sát. Cái này tôi hiểu. Không bất ngờ khi anh ấy mất tích. Tôi chỉ có một người anh này thôi. Làm ơn hãy giúp tôi. Không vấn đề, tôi sẽ giúp cô tìm anh trai của cô. Đặt cọc trước 10.000 đô. Và trong thời gian điều tra cô phải chịu mọi chi phí. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Cả người tôi bây giờ chỉ có hơn 100 tệ thôi. Tôi đi dán bài đăng đi. Xin lỗi, chúng tôi không thể giúp cô được. Vậy thì tôi đi đây. Quyết định không giúp dù có lên giường nha. Nè nè, tiểu thư à, cô có muốn làm gì với chúng tôi hay không? Phí sẽ trừ vào tiền lương của cô. Anh cần nhân viên thật sao? Đừng nghe ta nói nhảm. Cô cần phải làm thư ký, kiêm giặt đồ, nấu ăn. Cô phải làm tất cả mọi thứ. Và phải làm tới khi cô ngủm. Làm gì vô nhân tính như anh ta nói vậy chứ? Chúng tôi tuyển nữ điều tra viên, có bao ăn, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Một tuần nghỉ 3 ngày. Một năm có 6 tuần nghỉ phép. Còn có 18 tháng tiền lương. Còn có cả chỗ ở. Có chỗ ăn, ở đâu vậy? Nhà của chúng tôi. Ngôi nhà lớn thật đó. Đúng vậy, tất cả là nhà của chúng tôi. Sao bên kia mới còn bên đây lại cũ vậy? Bên mới là của ông bà nội để lại, bên cũ là của chúng tôi mua lại. Các anh có nuôi chó sao? Là của mẹ nấy để lại. Tùy ý tham quan, tùy ý tham quan. Chúng tôi rất thích đồ cổ. Cái ghế này trước đây từng được danh kỹ nổi tiếng như qua ngồi qua. Thật sao? Nó có gì đặc biệt gì? Đặc biệt là danh kỹ đó đã trúng 6 loại độc sau khi ngồi lên và chết ở trên cái ghế này. Nhìn bức tranh kia đi. Bà ấy là bà nội của Tề Ngưu Bì. Bà ấy là ngôi sao điện ảnh đầu tiên ở Thượng Hải. Anh có biết nói chuyện không vậy? Bà ấy là minh tinh của tiểu Thượng Hải. Đi chết đi. Không đúng, bà ấy là tiểu minh tinh đầu tiên ở Thượng Hải. Cũng như nhau cả. Nội thất là thứ có giá trị nhất ở trong nhà này. Bình hoa, bình phong, toàn bộ đều là đời Đường, Hồ, Tống Triều, Nguyên Triều, Minh Triều, Thanh Triều. Hoàng đế lưu lại di vật tổng giá lên đến 4 triệu tệ. Thời sao? Được rồi, đừng có nói nữa. Đưa cô Banana về phòng đi. Được. Sao hả? Có thích hay không? Ánh sáng tốt, có điều hơi ồn một chút. Đây là tiếng từ bên nhà hàng xóm. Họ sửa chữa từ sáng đến tối. Đúng vậy, nhưng mà vẫn ồn. Mặc dù xa như vậy sao? Đó là vì không gian trọng. Đúng vậy. Nè, anh làm gì vậy? Chẳng phải nói cho tiện sao? Chúng ta ở nhiều người như vậy, không động thêm một chút thì sao mở? Để thuận tiện hơn, sao anh không chọn cách khác? Không phải, lúc trước không cần thiết. Có điều hiện giờ, để tiết kiệm thời gian đó mà. Đúng vậy, đúng vậy. Nửa đêm nếu cần gì chỉ cần nói lớn lên là được. Không cần phải đi một vòng, phiền phức lắm. Quá ra làm vậy chỉ để tiết kiệm thời gian sao? Được rồi, bây giờ dọn phòng trước cái đã. Sao đã nấu cơm cho các anh ăn sao? Được. Sao cơm cứng như vậy? Nè, cô cho bao nhiêu nước vào vậy? Cần phải cho nước vào sao? Cái này có phải cơm không vậy? Đừng vội, ăn thứ ăn trước đi. Món gì vậy? Trứng chiên với cà chua và thịt. Món này trứng chiên với cà chua. Món thịt này rất ngon đó. Cái này là đồ ăn đóng hộp. Thức ăn đóng hộp, chúng tôi đâu có đâu. Ngon lắm. Chết rồi. Có phải cô lấy nó từ ngăn tủ thứ hai không? Đúng rồi, có một hộp thôi. Cái đó là thức ăn cho chó mà. Đừng có lo, còn món khác nữa. Bây giờ tôi nấu ngay. Lại hồn là tôi chưa nuốt xuống đó. Có chuyện gì vậy?
Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng nổ, canh có nghe thấy hay không? Tôi đâu có bị điếc, sao lại không nghe chứ? Không phải hỏi nữa sao? Thật xin lỗi, tôi không cố ý mà. Được rồi, chúng tôi đi tắm trước đi. Đi thôi, mau đứng dậy và đi thôi. Đi thôi. Nè, cái cô banana đúng là sao chổi mà. Vừa vào cửa liền khiến chúng ta lông trời lỡ đất. Đúng vậy, có lẽ là sao chổi thật đó. Người gặp cô ấy chắc chắn là sẽ gặp giận xui ngay. Cho nên tốt nhất mấy người nên tránh mặt cô ấy. Một mình tôi gặp cô ấy là được rồi. Vậy không được, anh là sếp mà. Sao chúng tôi có thể để mình anh vào sào huyệt của cờ? Chúng tôi cũng đâu phải là dạng tham sống sợ chết. Nếu phải chết cứ để tôi. Không được, nếu vậy mọi người cùng chết chung đi. Đã là anh em thì phúc họa cùng hưởng. Đúng vậy, có một câu chuyện đáng sợ trong căn phòng này. Cách đây 20 năm có 4 người anh em ở trong căn phòng này, và họ cùng nhau yêu một cô gái. Cô ấy tên là Bobo. Tuy tình cảm của họ như thủ túc, nhưng vì yêu chung một cô gái, cho nên anh em tương tàn. Và một đêm nọ, cô gái ấy được đưa đến căn phòng này. Tôi sợ quá. Nếu không muốn ôm, có thể ôm lấy tôi. Tôi sẽ ôm chú chó này. Tôi không phải có ý đó đâu. Gần đây tôi hay nói mấy điều ngốc lắm. Đừng có ôm nữa, nghe tiếp nè. Nhưng mà một cô gái cùng với 4 chàng trai, cô gái không thể chia đều ra cho cả 4 người được. Cho nên họ đã nghĩ ra một ý tưởng kinh khủng, đem cô gái ấy chặt ra làm 4 khúc, mỗi người một khúc, là mỗi người đều được thỏa mãn. Thật đáng sợ, thật kinh khủng mà. Không chỉ dừng lại ở đó, cuối cùng 4 chàng trai vì sợ tội cho nên đã tự sát. Kể từ đó, 5 người họ đã trở thành ma, và linh hồn vẫn ở đây cho đến bây giờ. Có người nói tay và chân của cô gái luôn xuất hiện bất ngờ ở mọi nơi, bất kể là phòng ngủ, phòng khách, tủ quần áo, nhà vệ sinh, ngay cả trong bồn cầu hay bất kỳ nơi xó xỉnh nào. Có chuyện gì vậy? Tôi đang gãi mà, có gì kỳ quái đâu chứ. Anh kể câu chuyện ghê rợn như vậy, sao chúng tôi có thể ngủ được chứ? Đúng vậy, sao mà ngủ được kia chứ? Là ai đang đùa vậy? Sinh địa ngủ rồi. Tôi là Tây Địa. Tôi là một trong số 4 người chủ của ngôi nhà này. Cái gì? Anh là một trong số 4 anh em chủ của ngôi nhà này sao? Đúng vậy, soái ca chính là tôi. Tối nay cô là của tôi. Đừng nghe những gì anh ta nói. Đi ra ngoài. Cô không cần phải sợ. Anh là lão hán. Lão hán ngủ rồi. Tôi là em Watermelon. Tôi là anh cả của họ. Đừng mà. Banana, là tôi đây. Lão hán đi. Con ma nó nhập vào người của tôi. Nó muốn sờ mó cô, nhưng mà tôi không muốn. Cô đã là người của chúng tôi từ lúc cô vào đây rồi. Đừng mà, anh nhầm người rồi. Làm gì vậy chứ? Không phải nói từ lớn đến nhỏ sao? Làm gì thật chẳng có đạo nghĩa giang hồ. Tôi cũng không biết. Tôi là người có tình cảm nhất trong 4 anh em. Ôm tôi, cô sẽ không cần phải sợ đâu. Ôm tôi đi. Ôm tôi đi. Sao họ đến hết đây vậy? Tiểu tử, đây không phải là chuyện của cậu. Mau quay lại đi. Không cần sợ, mọi người đều là phụ nữ mà. Tránh ra, vẫn chưa đến lượt anh đâu. Đi đi. Đừng có sợ, chúng ta đều là phụ nữ mà. Gặp ma nữ như tôi vẫn tốt hơn nhiều. Đừng có sợ, đưa tay cho tôi đi. Tình khốn kia, lúc còn sống làm sức mẻ tình cảm anh em, bây giờ làm ma cũng ngăn cản chúng tôi yêu đương nữa hay sao? Chặt ngươi ra làm 4 khúc cũng vừa. Chặt ra 4 khúc. Làm ơn đừng mà, đừng có chặt tôi mà.
oan uổng quá. Anh thật là nực cười mà. Anh mới nực cười đó. Chúng ta đã bàn nhau là từng người một rồi kia mà. Đúng vậy đó, anh có lầm lẫn không vậy? Tôi đã trốn bên trong lâu vậy rồi, sao tôi biết được ai là người đầu tiên chứ? Đừng có tào lao. Nè nè nè. Banana, xin lỗi đã làm cho cô sợ. Cô đừng có giận mà. Trời đất ơi, các người to gan lắm, dám nửa đêm giả mạo tao. Không phải, không phải. Mau ra ngoài, nếu không ta sẽ giết hết các người. Chúng tôi không phải là ma, chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Mau ra ngoài. Sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Lão Hán, có khi nào câu chuyện của anh là thật hay không vậy? Đúng rồi, có thật không vậy? Đương nhiên là không có thật. Vậy cô ấy không phải là ma rồi. Phải dạy cô ta một bài học mới được. Làm thế nào? Banana, tôi xin lỗi. Lại có chuyện gì nữa vậy? Đại ca, chúng cứ ngồi ở đó nói chuyện, nhưng không biết chúng đang nói chuyện gì. Không cần quan tâm, tiếp tục quan sát đi. Hợp tác với cảnh sát, vì dân trừ hại. Việc làm ý nghĩa như vậy, tại sao không làm chứ? Chúng tôi không làm, nhưng có một người sẽ làm. Là ai? Jackie Chan. Một mình anh ta sao có thể làm nhiều thứ được chứ? Nên lần này, muốn mời bốn vị đây giúp đỡ. Trước đây, lúc Gia Cô Thái còn ở đây chúng tôi còn nghe. Bây giờ không dễ như vậy đâu. Được thôi, lời tốt đẹp tôi cũng nói hết rồi. Bây giờ tôi sẽ nói những điều mà các bạn không muốn nghe đây. Ông muốn nói gì? Dũng có nói gì cũng vô dụng. Trả tiền lại cho tôi. Tiền hả? Chúng tôi mượn tiền không lúc nào. Ngày 1 tháng 3 năm 87, Tề Ngư Bì đã mượn của tôi 5.000 tệ. Vào ngày 2 tháng 3, dây thêm 1.000 tệ đi bác sĩ. Ngày 10 tháng 3, Lão Hán mời tôi đi bi gia và khiêu vũ. Nhưng tôi lại là người trả tiền, tổng cộng là 3.800 tệ. Ngày 30 tháng 5, Sơn Địa lại đi vay. Được rồi, không cần phải phí nước miếng như vậy. Ông cũng không ép được chúng tôi đâu. Các anh chắc chắn không làm sao? Quyết không cúi đầu. Được lắm. Tôi tên Qua Xin Mỹ. Tên tôi là Lisa. Anh khỏe không? Good. You are very... Help me. Don't be afraid. I'm CID. Nè, đó không phải lỗi của tôi. Đứng yên, đến đồn cảnh sát. Chà, phải rời khỏi đây thôi. Cô à, làm ơn, có thể giúp tôi đổi ít tiền lẻ không? Gì chứ? 3 triệu. Không phải, chỉ muốn đổi tiền thôi. Không đưa anh 3 triệu anh sẽ giết tôi sao? Không hay rồi. Không phải, tôi chỉ muốn đổi tiền lẻ để gửi xe thôi. Đừng có giết tôi sẽ đưa anh tiền. Đại ca, xin anh mau lấy tiền đi. Các người làm gì vậy? Để tôi giúp anh cho. Anh làm gì vậy? Có cướp kìa. Làm gì vậy? Tôi không biết, canh đừng manh động. Hả? Anh giết người rồi. Chết đi. Cái kiếm chỉ này gây quả rồi. Không được cử động. CID. Tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng vậy. Anh hối hận không còn kịp nữa rồi. Anh cầm hung khí cướp tiền và cố ý giết người. Từ lúc nào kiếm chỉ cũng là hung khí vậy? Anh nói gì hả? 50 năm tù à? Nếu muốn luật sư bảo lãnh họ, cần phải 2 triệu hay sao? Vậy đưa tôi 1 triệu tệ rồi cho họ vào tù hết đi. Là xong. Cứ vậy đi. Chuyện này cũng làm được. Nhanh lên đi.
Anh làm gì vậy? Cố gắng chạy trốn khi có thể. Không lẽ để đến khi họ bắt sao? Mang về có thể chạy nhanh lên một chút. Vẫn còn một đôi, anh có cần không? Thần kinh sao? Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn xem họ sẽ làm gì tôi. Không được động đậy. Thôi chết, chúng đến rồi kìa. Sao hả? Lại muốn gán cho chúng tôi tội danh gì đây? Tôi nhận được tình báo, các anh tàn trữ ma túy và súng đạn hạng nặng. Còn nghi ngờ các người buôn bán gái nữa. Sao có thể chứ? Sao chúng tôi có thể buôn ma túy và súng? Đúng vậy, tôi cũng không nhìn ra là cô có thể bán được. Không nói nhiều, xét. Dạ. Đạo sĩ quan, khắp phòng đều là súng. Đi xem thử. Có một bộ. Ở đâu có gì chứ? Anh mua đó. Có hạn cấm. Các người được lắm. Súng ống, hàng cấm đều có đủ. Các người giải thích thế nào? Không có. Không có gì để nói hết. Theo anh ta nhiều năm như vậy, tôi không hề biết để nhận giặc làm cha. Tôi đập chết anh bây giờ. Tôi xin lỗi, nhưng cũng phải tự lo cho bản thân chứ. Tôi bỏ tối theo sáng. Đứng lại, tất cả vào đi. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Bắt hết bọn chúng lại. Mở cửa. Các vị, xin lỗi về chuyện này. Ông là đồ chết bầm. Cẩn thận sinh con không có mắt đó. Đúng vậy, trắng trọng như phao gì đó. Bây giờ ông vui hay chưa? Ông là cảnh sát tài giỏi nhất rồi. Tôi cũng là người của hoàng gia, là thân bất do kỷ thôi. Đừng nói nhảm, ông muốn gì? Các người có hai sự lựa chọn. Một là các người sẽ bị đi tù. Hai là tiếp nhận nhiệm vụ nằm vùng huấn luyện. Chúng tôi chọn lựa chọn thứ hai. Đúng vậy, chính là tiếp nhận huấn luyện. Chúng tôi huấn luyện ở đâu? Victoria Region. Các người, từ đâu đến vậy? Chúng tôi có bốn người, anh hỏi ai? Chúng tôi đến từ bốn nơi khác nhau. Đúng vậy, anh nghe chúng tôi nói chuyện là biết ngay. Chúng tôi trộn lẫn giữa Trung Quốc và Hồng Kông. Tên mập kia thì sao? Anh ta sao? Tôi không quen. Các anh vậy là không được. Mập, anh từ đâu đến? Tôi không biết. Gì chứ? Biết. Đường một chiều. Bao đường xe. Cống thoát nước. Lại đây. Nhanh lên đi. Đừng giả bộ nữa. Anh có băng nhóm nào? Nhóm? Nhóm gì chứ? Lão đại của anh là ai? Lemon Group. Apple Group. Peach Group. Chocolate Group. Muốn chết hả? Ai là đại ca của mày? Đại ca? Ba tôi chỉ sinh có một mình tôi mà thôi. Mẹ kiếp. Chúng tôi là người Triều Châu. Anh ta nói mình cũng vậy. Nhưng anh ta không biết nó ở đâu. Triều Châu. Được. Mày nói mày đến từ Triều Châu sao? Hát một bài của Triều Châu đi. Hát đi. Bài hát của Triều Châu rất khó nghe. Tôi hát bài khác được không? Khó nghe cũng phải hát. Lộ kinh hải biên kiến hữu thị cừ. Bồn toàn trứ xú đích thị lưỡng đôi. Diệp ân đích tha phát thị tội. Khiếu liên tùy giả đích thị. Giọng trụ đôi thị đô mảnh tiêu nhãn lệ. Liên tùy nhập khứ thị tháp đôi. Hữu yếu ẩm thị thủy. Cá mạ ngột thị nhập khứ. Thị bất thị ngẩn xuống. Hát được đó. Làm người ta cười chết mất. Anh ấy đến từ Trung Quốc. Thôi bỏ đi. Tạm biệt. Cầm lấy. Kê ca, hắn ném mình đó. Bắt nó lại. Đứng lại. Là lỗi của tôi, đánh thêm mấy cái tính cho tôi. Đánh thêm đi, đánh tốt lắm. Đánh đi, đánh tốt lắm đó. Ba người các người không nói nghĩa khí, đánh luôn cho tao. Lên đi.
lên. Không phải đến đây huấn luyện sao? Bây giờ sao lại bị người ta biến thành bao cát vậy? Bây giờ bác sĩ đến để làm gì chứ? Không nghiêm trọng gì chứ? Ông cãi bẫy chúng tôi, bây giờ còn nói gì nữa? Mặc áo lưu thì là bác sĩ sao? Cũng trai gì đúng không? Sao vậy? Có gì không đúng sao? Bị mấy chục người đánh mấy tiếng đồng hồ, ông nói thử xem. Bệ sườn của tôi cũng muốn văng ra ngoài rồi. Nó nằm trong kế hoạch của tôi. Nếu không, các người sẽ không thể được huấn luyện. Để tôi giới thiệu. Vị đầu tiên là người kiêm bài quân sư chú dân. Ông ta sẽ dạy các người hết thảy băng đảng quy củ cùng trật tự, và cùng các người nghĩ ra các phương án, cách thức. Thứ hai, đây chính là đường chủ đỉnh ca. Anh ta là thầy tổng giám thị. Anh ta sẽ dạy các người các cách thức trong đánh nhau. Làm mạo gì chứ, giết người thì giết thôi. Chúng ta rắc rối rồi. Tiết học đầu tiên. Băng đảng là gì? Người tốt sẽ không tham gia vào. Người giàu có cũng không tham gia vào. Người vừa vào xã hội, cái gì cũng không có. Sẽ bị dạy dỗ bởi những kẻ khác. Lúc này, băng đảng sẽ thừa cơ hội gọi những người đó vào băng đảng của họ. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Nói tào lao. Tất cả đều là tào lao. Chẳng biết đang nói gì nữa. Câm miệng. Phải tôn trọng giáo viên trong giờ học. Dạ. Nhóm xã hội đen chú trọng nhất chính là chữ nghĩa. Được rồi, bây giờ từng người nói về nó đi. Cậu trước tiên. Nghĩa nhũ. Nói lại. Nghĩa bất dung từ. Tới lượt cậu. Dễ gia nhập khó đi. Thêm lần nữa. Dễ nhập khó đi. Nghĩa. Nước lạ tình quán kinh sợ mộng tan. Muốn chết hả? Nói lại một lần nữa. Spaghetti. Cậu. Cậu. Eleven. Cậu nói gì đó? Nói lại một lần nữa. Elizabeth. Muốn ăn đập hả? Nói. 21.1, 22.2, 23.3, 24. Tôi không thể nghĩ ra thêm cái nào nữa rồi. 25.5, 26.6, 27.7. Câu hỏi dễ dàng mà nghĩ không ra là sao? Thi hành gia pháp. Sát thủ Hùng sau này sẽ chăm sóc các người. Hùng ca, người phía bên kia cánh cửa là Đái Gia. Đi chào hỏi hắn đi. Được. Đại ca đại. Nghĩa bạc chân thiên. Nghĩa vô phản cố. 1.1 là 1. Nghĩa bản vô ngôn. Đồ điên. Có bệnh thì đến bệnh viện tâm thần đi. Đừng ở đây mà xàm xí như vậy. Tí thứ hai. Đàm phán. Đàm phán có 3 loại. Minh nói, nói thầm, không cần nói. Vậy người cái nói thầm đầu tiên. Ta biết, bày ly trà. Chú ý, nếu bạn muốn uống, ngàn lần đừng lấy ly phía dưới. Lấy rồi sẽ dở, dở nghĩa là không được. Phải uống ly ở trên cùng, thật sao? Tuyệt vời. Phá hư truyền thống thi hành gia pháp. Chuyện nhỏ thôi mà, đánh trí cũng quen thôi. Không muốn đánh nữa không? Anh muốn chết hay gì? Không phiền anh làm vậy đâu. Tiết học thứ ba. Đã chiến là phải giết. Tôi sẽ đích thân thị phạm cho các anh. Không phải vậy chứ. Phòng nhỏ như vậy sao mà tập được chứ? Đúng vậy. Đừng có lo. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ người gỗ. Cái này mà gọi là người gỗ sao? Cái này gọi là người gỗ tự nhiên đó. Đỉnh ca, chúng tôi có ai được sử dụng gậy hay không?
Có, chúng tôi rất là công bằng. Băng bổng cung. Đại địa, anh lên trước đi. Anh em, lên nào. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên, tôi không cầm cự thêm được nữa đâu. Đứng dậy. Ở đó, quẳng hắn đi. Hai người các người ở đây hỗn máng sao? Lên đi. Thật sự phải lên sao? Lên. Đừng có lo lắng, có tôi đây. Được. Tôi muốn xông lên. Tôi không xông lên nữa. Đừng có đánh nữa mà. Cuối cùng cũng đến cuối rồi. Anh ở đâu xuất hiện vậy? Các cậu đến sai chỗ rồi. Lại lần nữa. Tôi không được rồi. Tôi cũng không được rồi. Anh không sao, anh đi thử đi. Tôi thật sự không được nữa. Đỉnh ca xin lỗi, tôi thật sự không được. Các bạn vất vả rồi. Chúc mừng các anh đã tốt nghiệp. Sau vài ngày nghỉ ngơi sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Anh phải ngẩng mặt lên khi nhảy. Tiểu bị cầu, hứ hữu giao, bản địa khai qua 256. Anh kẹp chân của tôi kìa. 257, 28, 29, 31. Tiểu cầu gia, được rồi, đừng có nhảy nữa. Tôi không thể dừng, họ sẽ đánh tôi đó. Tôi sẽ đánh anh, nếu như anh không dừng đó. Được, không nhảy nữa vậy. Được rồi, có chuyện gì vậy? Sao hả, muốn đánh nhau hay sao? Đến đây, đến đây. Đến đây mà đánh nhờ. Đánh thế nào? Đi đi. Đánh đi. Tránh ra. Có chuyện gì? Hùng cảnh quan. Sao đánh người vậy? Anh ta đánh tôi trước. Sao tôi không thấy gì? Chỉ thấy anh đánh anh mập mà thôi. Đúng vậy đó. Mày đáng đánh, đáng đánh mà. Anh lại muốn làm gì? Muốn chết hay sao? Nói anh không được đánh người. Tại sao không nghe? Đúng đó. Anh ta đánh tôi, anh không thấy. Tôi đánh anh ta, anh lại thấy. Tôi vốn không thấy đó. Anh ta lùn về lịch sự, vốn không thể đánh người. Trưởng quan, anh bên vực anh ấy sao? Các người có ai thấy cậu mập đánh người hay không? Không thấy. Ai là người gây sự? Anh mập bị đánh. Tốt. Công đạo trong tâm. Sau này đừng như vậy nữa, biết chưa? Nếu mọi người đều hành động giống như anh, vậy thì tốt rồi. Chúng tôi sẽ không có nhiều rắc rối. Cảm ơn nhiều. Mau quay lại làm việc đi. Tiếp tục làm việc. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, chúng tôi giúp anh là có mục đích. Mục đích gì? Thật ra, chúng tôi ngưỡng mộ anh đã lâu. Không thể nhìn anh bị kẻ khác ước hiếp cho nên mới giúp đỡ. Các người rốt cuộc muốn gì? Chúng tôi muốn cứu anh ra ngoài. Đại ca gặp khó khăn và rắc rối lớn là do tên họ Du kia cả. Là hắn hại anh vào tù. Nhưng đừng có lo lắng, chúng tôi sẽ đưa anh ra, cùng nhau đi tìm hắn. Good idea, tôi là lớn nhất, đề nghị phục thù. Được lắm. Đa tạ các vị. Làm tôi thật sự rất vui. Đã giúp tôi, đúng là trung can nghĩa đảm. Lật đổ cái tên họ Du nghĩa khí kia. Đồ thần kinh.
Làm gì trước vậy? Nói sao giờ? Làm việc thôi. Lão Hán, là tôi đây. Nhận không ra sao? Tôi quá trang các người không nhận ra nữa sao? Ông có quá thành trò tôi cũng nhận ra đó. Tào sĩ quan, Tào sĩ quan, đã lâu không gặp. Bị bắt vì nhận tiền hối lộ sao? Tào sĩ quan, sao ông lại ra nông nổi này? Cảm ơn ông đã thả tôi lần trước, nhưng không sửa đổi và bị bắt lại. Tôi đã phụ lại ý tốt của ông. Tôi không phải Tào sĩ quan. Cậu nhận nhầm người rồi, cậu đi đi. Lão ca, anh dễ dài đường lên mặt, thay đồ là xem như đã quá trang rồi sao? Tào sĩ quan, ông quá trang tệ quá đi. Các người đừng có ồn nữa. Tôi đã lên kế hoạch xong hết rồi. Lát nữa sẽ có đại loạn. Các người đưa đái gia ra ngoài. Có nhất định phải làm vậy không? Tất nhiên. Khi anh thấy hướng dẫn màu vàng, chỉ cần đi theo cái phương hướng đó. Làm thế nào để gây nên hỗn loạn? Lát nữa các người đứng lên và nói đồ ăn ở đây dở tệ. Khi nào? Bây giờ. Đồ ăn tệ như vậy làm sao mà ăn được đây? Có lộn không vậy? Đồ ăn như vậy mà cho người ăn hay sao? Cho chó chưa chắc nó đã ăn đó. Đúng vậy, khó ăn như vậy sao mà ăn được chứ? Bắt đầu hỗn loạn rồi. Các người làm thật không một chút đi. Làm thật hơn sao? Dễ mà. Dám lấy công trả thù riêng sao? Đừng có làm ồn nữa, mau ngồi xuống đi. Cảm ơn. Đại gia, đại gia, chúng tôi đến đi cứu ông đó. Cứu tôi sao? Đúng vậy, chuyện nghĩa là vượt ngục. Vượt ngục. Thế nào? Nhân lúc hỗn loạn này nè. Thì có ổn không? Không sao đâu. Được rồi, yên tâm đi. Chúng tôi đã có kế hoạch xong hết rồi. Đúng đó, đi thôi. Bye bye. Bye bye. Nhanh lên, nhanh lên. Chờ một chút, có chuyện gì? Sau đây là có ký hiệu chỉ đường cho chúng ta vậy? Là cảnh dân hợp tác mà. Đi thôi. Ở đây không có ký hiệu. Ở bên kia kìa. Sao họ tới nhanh dữ vậy? Lại đến rồi. Đừng bắn, tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Có phải mù hay không? Đừng có lo, hắn bị mù đó. Tôi không nhìn thấy gì hết. Mù mà cũng làm cảnh sát được hay sao? Có gì đặc biệt đâu chứ, nhiều cảnh sát mù mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nghĩ là có người sắp đặt đó. Đúng vậy, có người sắp đặt. Chính phủ thật tốt. Đi đi. Không được phép. Đúng. Chúng ta không thể đi trong bóng tối. Đúng vậy, đúng vậy đó. Không có ánh sáng đúng là lạc hậu mà. Ở đây. Phía sau kìa. Có không? Bên kia kìa. Nhanh lên, bên kia kìa. Lại chạy nữa rồi. Nè nè, bên đây nè. Ê, kia kìa. Quay quay quay.
Đau tim quá. Anh ta bị đau tim kìa. Thật tội nghiệp. Chúng ta phải cứu anh ta. Anh đồng ý không? Tôi tự lo được. Các người đi trước đi. Ok. Cảm ơn, đi thôi. Anh ấy tốt thật đó. Lính đây còn có mũi tên. Bộ chúng ta ngốc lắm sao? Đúng vậy, nhanh lên, nhanh lên. Đại địa, anh lái xe đi. Ok, tạm biệt. Chúng ta tự do rồi. Kế hoạch tuyệt vời. Đi thôi. Tạm biệt. Không khí bên ngoài thật trong lành. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ý của anh sao? Đi kiếm gái đi. Ở đâu kiếm được? Con gái tôi có đẹp không vậy? Anh mà động vào nó là tôi giết anh đó. Không đụng thì thôi. Cậu cho con gái anh không ai thèm lấy. Mạng nhện phủ kín. Tôi đi tắm trước đi. Thế nào rồi đại ca? Quấy khó lắm, làm thế nào nữa? Đừng lo, tôi có thuốc cho anh đây. Là thuốc gì? Là loại thuốc kích thích cô ấy. Làm sao để cô ta ăn nó vào? Không cần, chỉ cần pha nó vào rượu, dạy cho cô ta uống nó. Nhanh lên. Nhanh lên. Anh làm gì vậy? Mở cửa vào. Sao không ấn chuông? Chỉ có thể đi lối này mà thôi. Lão Dung và đàn em ở trong. Chúng ta sẽ chết khó coi lắm đó. Đúng vậy, chết khó coi lắm. Không sao, chúng ta đi cửa sau đi. Đi thôi. Con làm việc ở đây thảm lắm. Không có lấy một người đàn ông. Xin hãy cho con một người đàn ông. Con sẽ dâng người một tuần lương. Mania. Là đàn ông. Cảm ơn Chúa. Là tôi nè. Lão gia, ông được ra tù rồi hả? 5 người đàn ông. Con không thể chịu cả 5 người được đâu. Con không thể mất 5 tuần lương. Con gái của tôi sao rồi? Cô ấy ổn. Nhưng lão Dung ngày nào cũng làm phiền cô ấy. Hắn ở đâu? Tôi đi giết hắn. Hắn đang chơi bài ở phòng khách với đàn em. Được, phòng khách tôi sẽ giết hắn. Mania, giúp tôi một việc. Ra bài đi. Đây nè, ngao xào. Còn đây là ốc xào. Đặt xuống đi, mọi người ăn đi. Đừng có phá bài chứ. Đừng đi, ở lại chơi với chúng tôi đi. Tới lượt anh đó. Đại ca, thuốc xong rồi. Thuốc gì vậy? Thuốc gì mà lợi hại vậy? Rất lợi hại đó. Thật chứ? Đại ca đi đâu vậy? Các người chơi tiếp đi. Tôi đi lên lầu vui vẻ, đừng có làm phiền tôi. Được, đại ca vui vẻ nha. Tận hưởng nha đại ca. Được. Các người làm gì vậy? Bà cô ở đây nè. Con gái. Sao bà đến được đây vậy? Là họ cứu bà đó. Không có gì. Cảm ơn rất nhiều. Ai vậy? Richard đây. Làm sao đây? Chờ một chút, tôi đang thay đồ. Làm sao đây? Trốn đi. Trong tủ, dưới gầm giường. Đến đây. Trốn đi. Mời vào. Trễ vậy rồi. Có chuyện gì vậy? Lên tâm sự với cô thôi. Nhưng mà tôi mệt. Tôi muốn đi ngủ rồi. Vì mệt hả? Vậy để tôi massage cho cô nha. Không cần đâu, ông ra ngoài đi. Được rồi. Uống với tôi một ly. Tôi sẽ ra ngoài ngay. Được thôi. Nè. Tuy ba của cô là bạn của tôi, nhưng mà từ lâu tôi cũng xem cô là bạn. Tối nay cô thật đẹp. Rất đẹp đó. Thật sao? Đến bây giờ tôi mới phát hiện ông có một bộ râu rất là quyến rũ. Chúc cô luôn trẻ đẹp.
Cạn ly. Ba, con mẹ anh hại tôi, bây giờ lại muốn hại con của tôi sao? Anh sao hả? Đập hắn đi. Ra ngoài hết đi. Mau đập hắn. Lấy cái ly có thuốc lại đây. Mau lên con gái. Nhanh lên, cho hắn uống vào. Miệng của anh cũng to thiệt đó. Uống đi. Để mắt tới hắn. Con gái có dây thừng không? Trói hắn lại. Trói hắn lại. Giữ hắn lại. Nhanh lên, bỏ tay ra. Là thuốc gì mà lợi hại gì? May mà con chưa uống. Con gái anh mà uống là thảm rồi. Đánh chết đây nè. Bây giờ chắc đại ca đang tận hưởng trên đó. Đúng vậy. Bây giờ đi đâu đi? Đừng có sợ, có tôi ở đây rồi, không cần đâu. Ở đó có người giúp anh hùng sao? Là người từ Hồng Kông sao? Tôi biết, chú Kim, ra ra nhà chú Kim. Chú Kim, giờ này phát tài rồi. Vậy thì chưa tới, tất cả là nhờ bạn bè mà thôi. Chỉ đủ một ngày hai bữa. Tôi có thể giúp gì không? Lão Kim, tôi biết trước đây từng cho Hào ca ở nhờ, và cả Tề ca, Mã ca, Tiểu Kiệt. Anh đã giúp nhiều người như vậy, bây giờ giúp thêm chúng tôi cũng không có vấn đề gì đâu hết. Đương nhiên là không có vấn đề. Cậu đi trước đi. Nhưng bây giờ thì đã khác. Các anh phải chịu phí. Nếu như muốn ở lại đây, các anh phải trả với mức giá của khách sạn 5 sao. Nếu giúp các anh trốn đi, thì sẽ phải tính theo đoàn du lịch châu Âu cao cấp. Tôi có thể cung cấp người ngựa, 10 người là 5.000 tệ, hơn 100 người thì sẽ được giảm giá 20%. Chúng tôi còn cung cấp vũ khí, nhưng các anh phải thanh toán trước khi rời khỏi. Vậy là không theo luật gì cả. Đúng. Đúng đúng. Phí tình anh em tôi còn chưa tính đó. Vì chứa chấp mấy anh, tôi có thể sẽ gặp rắc rối lớn, có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Nên các anh phải trả thêm 5.000 tệ để đảm bảo các anh sẽ không bị tôi bán. Anh nên đi cướp ngân hàng đi. Nè, đừng có hiểu lầm nha. Tôi không thực sự cần phải kiếm số tiền này đâu. Con gái, xem ra thù này của chúng ta không báo được rồi. Đừng lo, chúng ta có tiền ở trong ngân hàng Thụy Sĩ mà. Số tiền đó bà dành để dưỡng già. Vậy anh chỉ định hợp tác với cảnh sát mà thôi. Nói thế nào tôi cũng là lão đại, sao vậy được chứ? Tiền anh cũng không muốn bỏ, sức cũng không muốn bỏ, làm sao báo thù đây? Tôi đâu nhất thiết báo mối thù này đâu. Tôi chỉ cần sống cuộc đời an yên ở bên Thụy Sĩ là được. Ba, như vậy thiệt là tệ. Đúng vậy. Ông ba này thiệt là xấu xa. Mina, tuy cô có người ba như vậy, đừng sợ, cô còn có tôi. Nè, gì vậy? Nếu đã vậy, thì chúng ta đi về nhà thôi. Được, về nhà thôi. Về nhà sao? Chúng tôi về nhà của mình. Cha con chúng tôi bây giờ không có nơi nào để đi cả. Các anh chỉ cần chứa chấp cha con chúng tôi vài ngày thôi. Mấy cái nghĩa phí này không nói nữa, anh phải trả phí. Trả tiền là xong, chuyện nhỏ thôi. Đây là thế giới gì vậy? Không có kiểu kinh doanh này nữa sao? Banana, các anh ra tù rồi hả? Đừng có ồn, chúng tôi vượt ngục đó. Thật sao? Có phải là thú vị lắm không? Căn phòng đó cách âm rất tốt. Banana, đây là đại gia. Chúng tôi đã gặp nhau ở trong tù. Họ gặp vài trắc rối, tôi sẽ ở đây vài ngày. Được thôi, họ cứ ở phòng của tôi sẽ ngủ phòng khách. Trả phí như khách sạn mà thôi. Được, tôi biết rồi. Vậy được rồi. Ba, đi thôi. Vào đi. Đây là phòng thương gia. Thiết bị ở đây như là khách sạn gì đó. Có giường phủ ở trong tủ. Các người tự lấy dùng đi hết. Không thu thêm phí đâu. Hai người nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Cảm ơn Banana. Đến đây. Chúng ta có phải bạn bè không? Phải. Có chuyện, cô nhất định phải giúp chúng tôi. Được.
Muốn gì đây? Muốn giết người sao? Không hay rồi, sát thủ truy sát đến nơi rồi. Có chuyện gì vậy? Để già, người của lão Du tìm đến nơi rồi. Chúng ta làm sao đi? Mau đi tìm chỗ trốn đi. Đúng vậy đó, trốn vào trong tủ đi. Được, nhanh lên. Nhanh lên. Con gái, vào trong nhanh lên. Ra đây. Muốn làm gì? Người ở đâu hả? Nói mau. Có gì từ từ nói. Đại gia ở đâu? Nói nhanh lên. Nếu không nói ta đập chết mày đó. Tôi không nói. Có chết tôi cũng không nói. Tôi không thể phản bội đại gia được. Chăm chăm tao làm gì? Không sợ tao móc mắt thì sao? Tôi không có. Anh đi kiểm tra xem có đang trốn không. Dạ. Móc mắt nó ra. Dạ đại ca. Đừng mà. Đại ca, xong rồi nè. Mắt của nó cũng to thiệt đó. Báo cáo đại ca, có hai tên dưới cầu thang. Được, đem thằng mụ này xuống dưới và bắt hai đứa kia. Dạ. Đi. Mày, đi mơ. Bà, chúng ta nên làm sao đây? Đừng để chúng tìm thấy chúng ta. Mơ. Cầm lấy. Nhanh lên. Ở đâu? Nè, đừng có đẩy tôi. Đi xuống. Các người đừng mơ. Với giao tình của tôi và anh đái, có chết tôi cũng không nói đâu. Tao sẽ giết mày. Đại ca, em xuống dưới xem. Chỗ này giao lại cho anh. Được. Đập gãy xương của hắn. Chặt khúc trà nấu canh uống. Không được. Không được. Đau lắm. Bẻ tay của hắn ra. Đừng mà. Tàn nhẫn quá đi. Nghe rõ đi, dùng bất kỳ cách gì cũng phải bắt được hắn ra. Đã rõ. Nhanh lên, tôi đi tiểu tiện một chút. Tôi cũng không nhịn thêm được đâu. Nè các người làm gì vậy? Xong rồi hả? Sao lại thay đồ vậy? Sao dùng vũ lực vậy hả? Bị thần kinh sao? Lên lầu trước đi. Nè nè, mang tôi theo nữa. Thần kinh. Dữ tợn như vậy, ai dám không hợp tác? Đến một người giết một người. Các người mạnh tay quá, không chơi nữa. Chơi gì mà chơi, đập hắn đi. Lúc nãy đâu có đánh mạnh như vậy đâu. Nè, có cần thật như vậy không? Cứu mạng, sao mạnh tay dữ vậy? Đau quá. Không có chơi nữa. Đi ra đi, họ gạt các người đó. Ai lừa chúng tôi? Ngươi bị dò qua tháp bính. Đến rồi, đến rồi. Đồ không giống nhau. Đúng vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đừng mà. Đi ra, bỏ lên. Đại ca, không cần phiền anh, tự tôi được mà. Lão ca, không cần phiền anh đâu, tôi tự ngã được mà. Cao quá, tôi tự làm được. Anh ấy làm xong tôi sẽ ngã mà. Từ từ thôi, tôi tự làm được mà. Tới lượt tôi. À, không cần đâu, tôi tự làm được mà. Nè, khoan đánh đã. Không phải các anh chỉ cần cha con họ thôi sao? Không phải chuyện của tôi, các anh tự chơi đi. Không liên quan đến chúng tôi. Chúng ta đi uống trà đi. Các người làm gì vậy? Đúng là không nói nghĩa khí mà. Các anh không thể bỏ lại cha con chúng tôi được. Nói cũng đúng, để họ an toàn rồi chúng ta uống trà cũng đâu có muộn. Đúng vậy. Quan tâm anh ta làm cái gì chứ? Anh không hợp tác với cảnh sát giờ nói làm gì đây? Tôi đi trước đi. Tôi cũng đi nữa. Một người cũng không được đi. Cha con hai người hại chúng tôi rồi. Họ nói sao? Các người liên kết chơi tôi thì có. Ba không cần nói nhiều. Chết thì cùng chết vậy.
Bây giờ mà chúng ta đi được thì tốt biết mấy. Có thể tìm người đến giúp. Đúng vậy. Và còn cảnh sát đến nữa. Đúng vậy. Có vài người đi được mà không đi mới đúng là ngốc đó. Tính mạng rất quý, tự do càng quý hơn. Các anh đang nói tôi hả? Giết gã ta. Dữ dằn quá vậy. Ra đi. Ra đi cho tôi. Đứng yên. Tôi thật sự không hiểu. Chỉ mấy tên như vậy, các người sợ cái gì chứ? Hóa ra cô có võ công cao cường như vậy sao? Cô có võ sao? Tôi có nói mấy anh là tôi không biết võ sao? Đúng vậy, cô biết võ. Đánh rất giỏi nữa. Ba của tôi là võ sư đó. Thật sao? Nói, ai đưa các người tới đây? Có chết tôi cũng không nói đâu. Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là lão Du đưa tới rồi. Con gái không thể nói. Như vậy không nghĩa khí. Còn nó nghĩa khí cái gì chứ? Chúng muốn lấy mạng của ba đó. Tại sao còn bảo vệ chúng? Đúng vậy. Được rồi, đừng có suy nghĩ nữa. Lão Du đã hại và muốn giết anh. Anh còn do dự là đến mạng cũng không còn. Được, vậy tôi sẽ đi làm nhân chứng. Cuối cùng đại gia cũng đã đi chỉ chứng lão Du. Và lão Du đã bị đưa ra tòa. Tuy nhiên, giống như phim cảnh sát bình thường, tất cả đều bị lão Du mua chuộc. Cuối cùng, tòa tuyên án hắn ta vô tội và trả tự do. Đều là lũ rác rưởi. Các bạn từng xem qua phim cớm thì sẽ biết. Có tên nhân vật phản diện nào bị kết án được chứ? Lần tới tôi muốn đóng nhân vật phản diện lớn, cũng sẽ không có tội gì đâu. Tôi không nhịn được, tôi phải giết hắn. Đại ca đừng có sợ. Anh muốn làm gì hả? Không có gì. Tôi chỉ không khống chế được hành động của mình thôi. Tôi chỉ là không tỉnh táo thôi. Bệnh thần kinh không thường xuyên. Cũng như chứng ngu nhẹ tạm thời vậy. Nhưng bây giờ tỉnh táo rồi. Cảm ơn đã chỉ dạy. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Thật sự không chịu được. Bây giờ chúng tôi đi uống rượu. Nếu rảnh thì đi chung đi. Không cần đâu. Cảm ơn. Đi thôi. Cẩn thận nha. Đi chậm thôi. Chúng ta đều là 205 mà. Ngu ngốc. Chúng ta đúng là không tự lượng sức. Thường thì những tên phản diện sẽ đến báo thù. Trong các phim anh hùng, bây giờ chúng sẽ hành động. Cứ một kẻ giết người khác với một khẩu súng tiểu liên. Thật tồi tệ. Mau nằm xuống đi. Banana. 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 Banana, cô không sao chứ? Anh ngốc sao? Như vậy rồi sao mà không sao được chứ? Cô có đau hay không? Thần kinh hả? Đương nhiên là đau rồi. Nhưng chết rồi thì sẽ không đau nữa. Tôi sẽ chết sao? Hết cách rồi. Bị điên à? Sao lại nói đến cái chết chứ? Banana, tôi muốn hỏi cô một điều trước khi cô chết. Tôi đã giữ trong lòng lâu rồi, nên muốn hỏi cô. Anh hỏi đi. Người của cô có từng làm qua chưa? Tôi đã nói đừng hỏi, hỏi phí lời. Nhưng tôi lại có điều muốn nói. Cô nói đi, chúng ta là bạn kia mà. Tôi không được rồi. Ba tôi từng nói, nếu chưa kết hôn mà chết thì sẽ xuống địa ngục. Nên tôi có thể lấy một người trong số các anh không? Sau khi chết, khi rảnh có thể đến thăm chồng tôi. Tôi không được, tôi đang thụ hiếu nên không thể kết hôn được. Mẹ của tôi vừa chết, tôi cũng không thể. Cả nhà tôi chết rồi, tôi cũng không thể. Thảm rồi, vậy tôi làm sao đây? Im miệng, anh thích banana nhất. Nên anh cưới cô ta đi. Khán xã. Tạm biệt. Không được. Tôi muốn ly hôn. Ly hôn. Không ai không thể lấy ai khác nữa đâu. Tôi thảm rồi. Chúng ta gọi cấp cứu thôi. Chuyện lớn thật rồi.
Sao lại có sát thủ giết không nói đạo lý như vậy chứ? Mỗi ngày giết một người, vậy là mau chóng sẽ đến tôi rồi. Không được, tôi phải đi báo thù. Chúng tôi cũng báo thù. Chúng tôi có rất nhiều vũ khí ở đây. Chọn đi. Chú Kim, anh có áo chống đạn không? Có cả loại dành cho anh Hùng nữa. Nhiều lỗ quá vậy. Đây là áo gió mà. Tiểu Mã, Ken, Hoàng Ca, Đại Ca đều mặc. Bạn đã đếm xem có bao nhiêu lỗ trên cơ thể. Rất đẹp trai. Được, rất đẹp trai. Đúng vậy, rất đẹp. Mặc trên phố còn đẹp hơn. Cùng nhau mặc. Sao lại đi bộ như vậy chứ? Anh Hùng thường đi như vậy mà. Chúng ta phải đi bao lâu nữa? Chúng ta xem hay là chạy bộ thử đi. Đúng. Được. Đại ca, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Đại ca, cảm ơn. Chúc mừng đã thoát tội, vô tội và quay lại. Không bất ngờ, không nguy hiểm, bất khả chiến bại, không ác không làm. Đại ca, theo chiến thuật của cảnh sát và phim hình sự, hiện tại chúng đều thấy không phục, chắc chắn sẽ dùng tư hình. Chúng sẽ tìm anh báo thù đó. Đến rồi kìa. Cô ra, làm sao đây? Đừng lo lắng. Chúng đến được nhưng mà đi không được đâu. Phải chắc ăn đó. Chiêu, đi với anh ta, dạy chúng một bài học đi. Dạ được. Đại gia, xin lỗi anh, không thể đi lối này. Tại sao không chứ? Tôi rất quen với môi trường ở đây. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh ấy không chịu trách nhiệm, chúng tôi chịu. Không sai, được. Chúng tôi đến tìm Lão Du, không liên quan tới anh. Không cần anh quản. Đi theo tôi, không nói nhiều. Đi theo tôi. Làm gì vậy? Tôi sẽ đi trước. Các anh bảo vệ cho tôi. Được, bắt đầu. Bắn. Sao các người lại bắn tôi chứ? Bắn hắn sao lại bắn tôi chứ? Lên. Mau, mau tản ra. Lão mập, lại dám đến đây sao? Đừng có làm loạn đó. Hôm nay chúng ta hãy giải quyết hết ân oán đi. Xem anh chạy đi đâu. Anh đã phản bội tôi. Được rồi, đau quá. Đau sao? Cái này anh đáng được nhận đó. Chịu cúi đầu thì đâu có chuyện. Anh được lắm. Coi chừng tôi. Được. Sau này không theo anh nữa. Biết là tốt rồi. Trói lại. Dạ. Đừng đẩy tôi tự đi được. Đừng đến đây. Đi chết đi. Không được chạy. Lão già người không chết, ở đây tâm sự với hưu đi. Vẫn còn có mấy tên ngốc nữa.
Chết đi. Chết đi. Đồ khốn nạn, nếu có một viên đạn thì mày đã chết rồi. Có đạn không vậy? Tên khốn, sao không nói sớm chứ? Đứng yên, không được chạy. Bắn. Lợi hại. Giải chết nếu không muốn chết. Được rồi, chết chết chết. Không được chạy. Đừng động đậy. Không được động đậy, còn cứ động là tôi bắn. Làm sao? Còn cứ động là tôi bắn đó. Anh đi xử hắn đi. Được, tôi sẽ canh cửa cho. Được. Đặt cái ghế xuống. Không thành vấn đề. Để hắn đi chết đi. Được. Tất cả cùng lên. Một, hai, ba. Kết thúc rồi, hư hết rồi. Để nó cùng nhau lên sao không ai lên vậy? Các người hại tôi sao? Được rồi, được rồi. Anh nghĩ tôi không muốn sao? Là không có đạn. Không có đạn hả? Được. Rồi chết nè. Anh lộn cho sao xử hắn. Mau đến giúp một tay. Đi chết đi. Được rồi. Được rồi, không sao đâu. Không được chạy. Lão Du, ba của tôi đâu? Thân tôi lo chưa xong. Sao biết ba của cô đang ở đâu chứ? Nói, đang ở đâu? Tôi không biết mà. Ba, con gái. Ba không sao chứ? Không sao. Chỉ hơi đau một chút mà thôi. Phim cảnh sát hình sự thế này chắc chúng ta giải quyết rồi. Cảnh sát xuất hiện. Tất nhiên, nếu không bạn sẽ không tự hào như vậy. Tất cả các kết thúc cảnh sát đều như vậy. Kẻ xấu thì không có kết quả tốt. Đại ca, giúp tôi với. Đừng có nằm mơ nữa. Anh đã phản bội tôi. Tôi không trừng phạt anh đã may mắn lắm rồi. Giờ không muốn gì nữa. Bây giờ nó là một bộ phim xã hội đen và cảnh sát, chứ không phải xã hội đen không. Có luật pháp. Đúng đó. Giải hắn đi. Ông Đái à, xin hãy làm nhân chứng. Chắc rồi.
Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn gì chứ? Vợ tôi đã chết rồi. Đừng có đau lòng. Người chết có thể sống lại được mà. Ba. Báo cáo cục trưởng Cao, tất cả các nghi phạm đã bị bắt. Banana. Banana là con gái của tôi, là cảnh sát cao cấp. Cô ấy vẫn luôn bảo vệ cho các anh. Nếu cô ấy không giả chết, sao các người chịu giúp tôi chứ? Xin lỗi, lừa các người lâu tới như vậy. Vợ à, ai là vợ của anh chứ? Trước đây sao không thừa nhận, bây giờ lại kêu là vợ hả? Bà xã. Bà xã, tôi chết mới làm vợ của anh.